cung chống đổ cho Winner được sử dụng sắt Phi 20, uy tín chưa các bạn? Chào mừng các bạn trở lại với kênh bảo hộ xe máy Yohi Shop, kênh bên mình chuyên phân phối và lắp ráp các sản phẩm baga thùng CV chính hãng. Và hôm nay mình sẽ quay chi tiết cận cảnh để lắp cái khung chống đổ cho Winner, từ Winner X đến các đời V2, V3 đều lắp được nha các bạn. Thì đầu tiên các bạn lắp cái bát vào cái giá đỡ cái đèn phía trên, các bạn lắp trước cái bát này, sau đó các bạn lắp hai khung hai bên. Thì cái khung chống đổ của nhà WeTech thì hiện tại cái mẫu này chưa có cho dòng Winner V1 nha các bạn. Thì những dòng Winner X thì sẽ lắp được, từ V2, V3 đều lắp được hết nha các bạn. Đầu tiên các bạn tháo con ốc ở dưới đó và con ốc ở cái phần cốt treo cái cục máy. Thì cái này thì các bạn sẽ thay bằng cái cốt dài hơn. Và cái vị trí ở dưới thì các bạn bắt vào ngay cái chân ốc thôi. Khi các bạn lắp thì mình khoan hết sức cứng nha các bạn. Thì cũng giống như lắp baga, thì khi lắp thì mình chỉ rá vào, mình nhận thôi. Rồi khi nào mình kết nối lại hết thì mình mới bắt đầu siết cứng lại và canh chỉnh cho nó ngay thẳng. Thì cái khung này là cái khung chống đổ nhận khung cho các bạn. Chống đổ này có hai loại, chống đổ xuyên sườn là cái loại mà bắt từ trong sườn thẳng ra, chỉ một khung thôi, một cây thôi. Thì cái loại đó thì cái phạm vi chống đổ của nó không có rộng nha các bạn. Còn cái khung chống đổ này thì sẽ phạm vi bảo vệ nó rộng hơn, thì từ đó nó sẽ giúp cho bảo vệ xe được tốt hơn. Còn cách lắp thì nó cũng khá là đơn giản nha các bạn. Thì nó có những cái vị trí ốc nào thì mình chỉ bắt đúng vị trí đó vào là xong. Cái chất lượng của cái khung chống đổ của WeTech này, cái chất lượng hoàn thiện rất là cao, nên cái quy trình lắp thì mình lắp cũng khá là đơn giản, vì làm rất là chuẩn rồi, nên mình chỉ gọi là chỉ lắp vào theo cái thiết kế là xong. Thì cái ưu điểm khi mà gắn chống đổ khung, ngoài cái phạm vi bảo vệ rộng ra, thì cái chống đổ khung này mình có thể gắn được những cái phụ kiện rời bên ngoài, chẳng hạn như là mấy cái kẹp chai nước nè, đèn trợ sáng, hoặc là những cái túi treo ở hai bên thì nó cũng có thể gắn được. Khi lắp thì các bạn lưu ý này, thì nó cũng giống như lắp cản, đừng có siết cứng cái vị trí nào hết, thì mình rá vào xong hết các điểm rồi mình mới tiến hành siết cứng lại. Và các bạn canh cho cái thanh bắt ở vô cái chỗ cái đèn này, thì cho nó ngay cái giữa cái tâm, và sau đó mình sẽ siết cứng lại. Cái khung chống đổ của WeTech thì cái cách làm nó cũng giống như những cái thương hiệu khác, nhưng mà cái chi tiết chất lượng hoàn thiện nó sẽ khác biệt nha các bạn. Chẳng hạn như là những cái mối hàn để kết nối với nhau thì xưởng đã mài nhẵn hết luôn rồi, và sơn tĩnh điện màu nhám rất là đẹp, và sử dụng phi sắt loại 20 mi nha các bạn. Và màu sơn thì là màu sơn tĩnh điện nhám nha các bạn. Và cái giá của cái bộ khung này hiện tại là 1.500.000 cho Winner, và những cái dòng xe khác thì giá khác nhau nha các bạn. Thì tùy cái độ khó của từng dòng xe thì cái mức giá nó sẽ khác nhau. Còn cái này bên mình sẽ hỗ trợ lắp ráp miễn phí nha các bạn. Các bạn chỉ cần mang xe đến trực tiếp shop và bên mình sẽ hỗ trợ lắp vào hoàn chỉnh luôn cho các bạn. Và ở những cái lỗ này thì các bạn lắp xong thì mình sẽ đóng những cái nút cao su lại, thì nó đảm bảo được cái độ thẩm mỹ luôn các bạn. Nhìn nó liền lạc, nó không có lòi ốc rồi ra ngoài, nhìn rất là đẹp. Ok, cái này thì thời gian lắp nó khoảng tầm 20 phút nha các bạn, thì lắp rất là nhanh. Thì cảm ơn anh trai này đã tin tưởng và ủng hộ shop cái bộ khung chống đổ WeTech chính hãng dành cho Winner X và các đời Winner V2, V3 đều lắp zin hết.
thì nếu các bạn cần khung chống đổ của dòng xe nào thì các bạn cứ bình luận bên dưới nha các bạn. Thì mình về được cái dòng nào thì mình có gắn thì mình sẽ quay lên cho các bạn tham khảo. Thì các bạn nào mà thấy ưng thì cứ ghé shop bên mình, thì các bạn tới thì các bạn vui lòng inbox hoặc là gọi trước nếu mà còn hàng hay hết hàng để shop báo cho các bạn biết luôn nha, để khỏi mất công các bạn ở xa mất thời gian. Và shop còn có sẵn thùng GV luôn, nếu mà nào mà đến lắp khung lắp thùng thì sẵn tiện các bạn có thể mua những cái phụ kiện, ba lô nè, áo mưa, tai nghe, bộ đàm, mũ bảo hiểm, găng tay, phụ kiện đi phượt này rất là nhiều. Mũ bảo hiểm thì shop có rất là nhiều mẫu, các bạn có thể ghé để tham khảo thêm sản phẩm. Mũ full face 3/4 lật hàm, mình có bỏ địa chỉ và số điện thoại ở trên màn hình đó, các bạn có thể kết bạn Zalo để sách gửi cái định vị cho các bạn tiện coi Google Map. Cảm ơn các bạn luôn quan tâm ủng hộ Vô Hai Shop. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.